Ok, chúng ta tiếp tục đến với đối thủ Úc. 2048. Thắng mình sẽ có 10 elo. Rồi. Thật hay đùa vậy. Lên hậu đây thì mã sẽ lao lên đây ngay. Lên đây thì sao? Vẫn lao lên đây. Đây rồi. Về đây. Đột hậu. Xịt thằng hậu đã. Rút đấy. Trên ăn quả chiếu rồi. Quả chiếu mất vị trí nhập thành. Ok. Chẳng cũng khá tình đòn. Xuống gần đây này, xuống hết chiếu. Rồi, ván này hơi mới lạ đấy, có lẽ cao thủ Úc cũng chưa gặp bao giờ. Nước sau mình sẽ phải dã con tượng này cho đỡ nguy hiểm. Mã sẽ lao lên. Rồi, sau đó đẩy tốt để đuổi mã. Mã chạy thì mình bắt đầu dí tốt này lên đuổi mã. Vua sẽ chui lên G7 và chui xe ra. Ý đồ sẽ như vậy. Đuổi trước đã. Rồi, rất mất thời gian cho trắng. Đúng ý đồ của CTC. Nó đánh rất bài bản. Ui, không chạy. Chạy thì thôi. Làm sao mà chạy được. Xịt nốt à. Rồi, tốt ăn thì mã mình lao lên. Còn không mình sẽ dí xuống. Tượng của đen đang bị chết dí ở đây. Mình thì không khá khẩm hơn. Hai xe cũng đang đứng ở góc. Dí lên. Dí xuống thì trông nguy hiểm nào. Ở đấy. Đây khả năng lại bị gì tốt. Định làm cái gì? Tống về nơi sản xuất ngay. Cuối cùng anh phải chui về. Rồi, nước lao mã đây chiến thuật. Đây là trắng đẩy tốt, mình sẽ chui vào đây. Quân mã đã chặn quân tượng. Vâng, lao lên. Bây giờ thì mới đẩy tốt. Crude đi. Crude đấy. Lên cái đã.
dí xuống. Lên xe bắt tốt. Lên vua dữ. Vâng, trên xe có 1 phút 50 giây. Bây giờ đen sẽ lên tượng để chui xe ra tấn công tốt này. Mình chỉ đẩy lên một nước là xong. Bây giờ có lẽ xe sẽ phải đưa ra cột này. Cột D. Vâng, trắng đã đưa ra trước. Ngay lập tức chết CC đưa ra sau. Đẹp rồi. Vẫn muốn ăn à? Này đây. Rồi đây mình không muốn lên tượng đây vì mình muốn đưa tượng lên vị trí B này. Vào xe thôi. Cũng bí đấy. Một phút 11 giây. Chưa biết làm gì. Về xe. Rồi, CTC đã nhìn ra được phương án tấn công. Rồi, bây giờ sẽ là tốt này. Sẽ là tốt này. Vào đấy. Rồi, lên tượng để tránh cho xe chui vào. Ăn mã. Không cho manh động. Cú đấm ăn xôi à? Rồi. Cuối cùng anh cũng đã không chịu thua mà anh chờ cho hết giờ.